Ok, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Ở clip lần trước thì chúng ta đã tập hộp và chơi thế nhanh chiếc E-Star 361R này. Và ở clip lần này, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về giao diện hoạt động cũng như là cái khả năng hoạt động thực tế của chiếc camera này. Ok, và chúng ta hãy cùng đi thôi. Đầu tiên thì chúng ta hãy tìm sản phẩm nhá. À, nó sẽ bắt chúng ta là phải connect camera vào app E-Star 361R. Đây, nó có một cái app tên là E-Star 361R. Chúng ta sẽ tải nó về. Hơn 400MB trong một cái ứng dụng khá là nặng. Và tôi nghĩ là nó đã bao gồm cái công cụ chỉnh sửa video trực tiếp ở trong cái app này rồi. Nó sẽ có rất là nhiều công cụ của chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hết tất cả mọi thứ. Ok, và như vậy là tôi đã vừa tải xong app E-Star 361R. Và tôi đã vừa active thành công chiếc camera này. Như các bạn đã thấy, activation. Và chúng ta có thể ấn vào Start. Start nào. Đây chính là cái giao diện của chiếc camera này. Nó khá là giống với chiếc E-Star 361X. Chúng ta vẫn có thể xem review tất cả các góc. Thì chúng ta zoom vào. Đây là chiếc máy quay. Đây là chiếc máy quay. Rất là hay ho. Nó rộng thế. Tôi khá là thích cái góc chiếc camera 360 mà nó có độ phân giải cao như thế này. Nó sẽ mang cho chúng ta một cái cảm giác rất là khác so với cả những cái chiếc camera bình thường mà tôi đang quay ở đây. Ok, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nào. Ở đây là chế độ quay video, sẽ cho chúng ta là 3 chế độ. Chế độ quay normal tôi đang chọn đây. Tiếp theo là chế độ HDR và time lapse, cũng là bullet time. Bullet time này phải cần một cái gậy bullet time nữa. Đó, bên cạnh đó chính là frame rate chúng ta cũng như là dung giải video. Ở đây có 5.7K, 30, 25, 24, 4K 50, 4K 30, 3K, ui, có cả 3K. 3K 100fps các bạn ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh ánh sáng, những cái thông số camera như là khẩu tốc, rồi là ISO các thứ. Rồi em để auto ở đây, chỉnh radio. Đây là vùng chiếu sáng này, cân bằng trắng này, có cả màu lốc chúng ta nhé. Đó, bật màu lốc này. Đó, đây chính là màu lốc của chiếc 360R. Khá là thích, khá là ưng. Photo. Photo thì nó sẽ cho chúng ta khá là nhiều những sự lựa chọn ở đây. Như là single shot, tức là như ở chế độ chụp bình thường chúng ta vậy. Tiếp theo cũng là HDR, photo, chế độ burst, hơi sáng, inverter photo và chế độ night shot. Bên cạnh đó chúng ta có thể hẹn giờ chụp này, chỉnh cân bằng trắng các thứ. Xong rồi là đây sẽ là file ảnh RAW và file ảnh start, không gì cả. Ok, video đi. Trên này sẽ là thanh thông báo trạng thái pin cũng như là thẻ nhớ. Phần cài đặt bên này nó sẽ cho phép chúng ta hiển thị những cái grid như là biểu đồ histogram là GPS. Cái điểm mà tất cả những cái chiếc camera 360 khác đều mắc phải, nó không có thể nào khắc phục được, chỉ có thể là ít hoặc nhiều thôi, đó chính là cái điểm nối giữa chiếc camera trước và chiếc camera sau. Nó sẽ có một cái đoạn mà không ăn khớp với nhau như thế này, chúng ta không cần phải để ý lắm. Đó, tôi để ở đây một lúc này. Đó, máy nó đang xử lý. Đó, như các bạn thấy đó, máy nó đang xử lý và nó sẽ khớp hình ảnh này lại với nhau. Hay không? Các bạn thấy đỉnh không? Đó là điểm khác biệt giữa những chiếc camera 360 thông thường và E-Star 360. Như các bạn đã biết thì E-Star 360 đang là dòng đi đầu trong sản xuất camera 360 rồi. Và họ đã rất là thông minh khi mà đưa vào cái bộ vi xử lý này. Nó có thể tính toán khung hình chúng ta. Đó, như các bạn thấy này. Đó, nó có thể tự khớp tay của tôi lại với nhau. Cộng một điểm cho sự thông minh này thật là sống. Ok. Và bây giờ tôi sẽ tắt đi và tôi sẽ thử sang chiếc camera 4K Ultra Wide này, để xem là nó có cái điểm gì khác biệt so với chiếc Action Cam hay không. Vì đây là một chiếc Action Cam nhưng mà lại mang trong mình chiếc camera 360. Cho nên là cái việc mà chúng ta cầm vào camera nó rất là dễ. Đó,
đấy là vì sao mà Insta360 đã trang bị chúng ta chiếc khăn này để có thể dễ dàng lau camera, lúc nào cũng sẽ bóng loáng luôn, bóng loáng luôn. Còn so với chiếc One X, nó sẽ có riêng một cái phần chúng ta cầm như này rồi, nó sẽ rất là dễ dàng chúng ta thao tác và cũng ít khi mà chạm vào camera. Còn với chiếc One R này, cái thân hình nó rất là nhỏ và cái camera nó chiếm đến một nửa của chiếc máy rồi, chúng ta sẽ phải cầm rất là kéo, nó không sẽ bị chạm vào camera. Đó. Bây giờ thì tôi sẽ tháo ra và tôi thay chiếc camera 4K lên đây nhá. Ok, đây. Wow. Các bạn có thấy gì không? Khi mà tôi xoay dọc cái camera này ra, nó sẽ tự đổi thành camera dọc. Và khi tôi xoay ngang nó ra, nó sẽ tự đổi thành camera ngang. Quá là đỉnh đúng không nào? Mọi thứ nó thao tác quá là nhanh luôn. Và đấy, như các bạn đã thấy, đây chính là công nghệ chống rung độc quyền trên Insta360. Đây, tôi đang dùng rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta có thể thấy khung hình mọi thứ đang rất là chắc chắn đúng không nào? Đó, rung rất là mạnh. Đây, hàm to này cho các bạn xem. Đó, thấy không? Đó là công nghệ chống rung độc quyền trên chiếc Insta360, trên tất cả những cái dòng Insta360 hiện nay. Mọi thứ khung hình rất là mượt, rất là mượt. Và góc của nó cũng khá là rộng nữa. Đây, chúng ta sẽ cùng xem. Nó có thể tùy chỉnh cho ta những cái góc mà chúng ta muốn. Đó, đây là ultra wide này. Đó, đây là góc rộng bình thường này. Đây là linear. Đó, chúng ta sẽ có một cái khung hình nó không bị bóp méo và nó sẽ gần chúng ta hơn một chút. Ok, tiếp theo là gì đây? Narrow là gì? Quay cận thế này. Nhưng mà cũng rất là nét. Để chúng ta xem preview ở trên này thì nó chỉ không được nét thôi, chứ tôi tin chắc rằng là khi mà chúng ta quay ra clip thì nó sẽ rất là nét ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây, nó sẽ có, vẫn sẽ là 4 chế độ quay chúng ta. Ở đây sẽ có HDR video này. Đó, HDR video, timelapse và auto time shift. Theo tôi được biết thì time shift chính là chế độ quay slow motion này. Đó, đây chúng ta sẽ có tùy chọn được tỷ lệ khung hình. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến những cái phần là tùy chỉnh ánh sáng, tương tự như là trên chiếc camera 360 thôi, không khác gì nhau cả. Auto white balance và vẫn sẽ có màu lock cho chúng ta. Tôi sẽ bật màu lock lên. Đó. Và chắc hẳn là các bạn đang rất là mong chờ cái clip test thực tế chiếc Insta360 One rồi đúng không nào? Vậy chúng ta bây giờ hãy cùng nhau cầm chiếc One R này đi ra ngoài đường và có thể quay test một số cảnh. À, quên mất, đợt này thì đang cách ly tại nhà để chống dịch Covid-19 nên tôi không thể nào đi ra ngoài đường được. Vì thế tôi sẽ lên sân thượng và tôi sẽ test một số những clip cho các bạn xem thực tế nhá. À, chúng ta cùng đi thôi. Ok, và đây là góc của G7X Mark II. Ok, và đây là góc của Insta360 One R. Không thể so sánh giữa một chiếc máy quay vlog và một chiếc camera 360 độ được đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 8 quay và điện. Quay test chiếc Insta360 One R bản Twin Edition này. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Every low and every high. And I would have you anyway, dear. Đây là trên chiếc camera của tôi. Mọi người có thể thấy không? Môi trường ánh sáng ở đây khá là yếu. Nhưng mà với chiếc One R thì khác. Nó thật sự là cái chế độ quay tối của nó rất là tốt. We'll be right back.
Ok, chúng ta cùng xem thành quả nhá. I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. I never thought it could be better. Đây chính là góc của chiếc camera 4K wide angle. Even when we are apart, I will keep you in my heart. I will hold the world at bay just to see you smile again. And when time begins to fade, I will love you just the same. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. Vậy là vừa xong, các bạn đã vừa xem qua clip trải nghiệm thực tế cũng như là test cái khả năng hoạt động của chiếc Insta360 One R này. Vậy thì các bạn có cảm nghĩ gì về chiếc camera mới này của Insta360? Hãy đừng quên để lại bình luận ở phía dưới cũng như là nhấn like, subscribe kênh và nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm những video tiếp theo mới nhất nha. Và chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.